Dạ thưa cô chú anh chị nha, bữa nay đi vô với tiền thì bữa nay tiền đi qua thăm anh Năm nha, giờ chuẩn bị chưa không biết nữa, mời cô chú anh chị đi vô nha. Chào em gái. Dạ. Ăn cháo nè anh ơi. Bưng ăn trước nè. Ăn đi, ăn đi. Ê con đi học chưa? Đi học rồi. Rồi. Giờ ăn rồi đi phải không? Ừ. Bưng bưng ăn đi rồi đi. Đi đi. Ừ, ăn đi vô đây nè. Vô ăn đây nè. Bưng đây nè. Trời ơi. Đi, ra ngồi đây ăn nè. Đói lắm bây giờ. Đâu có một ăn đi để đi. Vậy là đêm hôm nói chuyện nhỏ sáng đêm hay vậy? Chuyện chút rồi. Cháu vậy. Điện lúc mấy giờ? Dạ. Anh điện hồi nào? Điện chắc tối. Sáng cháu sớm rồi nè. Mời anh Năm ăn cháu. Ừ, đúng rồi. Anh Năm ơi. Dạ mời anh Năm cháu nghe anh Năm. Em ăn cháu. Mời anh em ăn cháu, cả nhà ăn cháu. Ừ. Dạ. Hôm qua thấy cũng mùa xuân, bữa nay mùa xuân thấy dữ luôn ha. Bữa nay mặt tươi nè. Chuyện không à. Cháu anh em ơi. Hôm nay biết ông qua tải gì không? Lấy máy Zalo ơi. Để mà không có nói bữa nay ông đãi gì ăn không? Phải ốc ốc hả? Thằng ơi, ăn ốc hoài ha. Về cái món tủ của anh Năm thôi vậy mà. Hôm nay qua ngủ đi Cần Thơ chơi luôn. Dạ, thấy không? Thơ chơi luôn. Có Kiều á. Trời ơi. Ngủ không? Có. Có hả? Ừ. Thằng ơi, đã rồi. Dẫn yêu đi Bến Ninh Kiều. Giờ là ăn cho có sức đêm ơi. Bữa nay là tiền chuẩn bị. Ê đừng hỏi mặc đồ gì chỗ đẹp vậy. Đơn giản thôi. Đơn giản mà đem theo luôn nha. Ờ có kìa. Thay đồ nha. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, đừng. Thôi no rồi. Thôi ăn đi. Ngồi xuống đi tiền. Ờ, ăn mà bỏ mứa về tội lắm á. Ừ, ăn hết đi không mới được. Ừ. Tướng vậy phải ăn hai tô chứ ăn tô sao được trời. Ê, ăn cháo mà sung sung dữ vậy ta. Ăn đi. Cháo này cháo lòng hả? À chân á. Ừ, lòng. Mua nhiêu? Dạ mua đắt nè. Ừ. Mày mốt thằng cháo nó thường mới được. Ừ. Đêm hôm ông nói gì nè, kể nghe coi. Thấy sao nữa? Nói nhiều hả? Không, không lẽ nói hướng em cái gì rồi hả? Cái này kia vậy mà. Còn giấu mày ơi chứ chưa khui hết đâu. Nghe coi, coi. Ăn đi. Ăn đi. Trời đất mẹ ơi. Ăn chi nữa? Ừ. Để còn nóng bỏ tủ lạnh hư tủ đó. Người ăn hai đồ phải đi. Ăn cái đi. Ăn hết đi rồi. Ăn hai đồ cái đi. Ờ, vô thôi đi. Ngồi chứ ngồi nói chuyện chút đi. Hả? Ừ. Rồi chú cho mà còn sớm mà. Đi rồi. Còn sớm. Mới mua về mấy muỗng. Đây nè. Ồ, điện đốt nè. Trời. Mấy đứa nhỏ đi học hết rồi. Ủa đâu mất cỡ. Hả ăn với người Lộc ngồi ăn được mà. Phải ăn cho nhiều vô. Này chắc đêm hôm giá cũng để với Hoàng Tài cho hành với Năm hay gì thì cũng với cây nè. Phải không? Ê, miền Nam mình gọi là trái na phải không? Ủa quên, trái mãng cầu. Mãng cầu. Còn miền Bắc kêu na. Ừ. Sáng là đưa nhỏ này học sớm nữa ha. Ê!
Ủa chưa? Rồi, nôn nôn gặp anh Năm lắm rồi nè. Ê, lấy bộ đồ này coi trước đó coi. Ừ, lửa đồ. Đâu? Đâu có hả? Đứng vào cái quấy này đi. À, cái chị ở anh đó ha. Mà cái váy này có mặc quần không? À vậy hả? Đồ có vớ nữa ta. Quá dữ rồi. Anh Năm bữa nay, Năm ơi, bữa nay tiền là chuẩn bị dữ lắm đó nha anh Năm. Năm nay chị chắc quéo gầu quá. Ừ. Cái gầu giật anh Năm quá. Trời ơi, đã trắng rồi, mang đôi vớ này còn trắng hơn nữa nè. Mang vớ vô nhìn nó đen á. Rồi sao tâm trạng này đi qua ông Năm mừng không Tiền? Gì? Vui ha. Đêm hôm là ông đi lúc mấy giờ? Hả? Ừ. 7-8 giờ ha. Ông điện hay gì ha? Tiền điện. Ông điện. Ông qua em mà em không biết đường. Mà chạy xe qua đây luôn hả? Thằng ơi, súng dữ thằng trời. Tường đi nè, không có gì đâu hả? Rồi chạy xe máy quăng mình hả? Ê, giờ làm mê rồi. Năm rồi. Rồi chạy quăng mình đó, nóng uống ai chân trời. Ừ. Ông đi mình lên, ông nè. Rồi, thôi đi. Ha. Đi chào ông giả đi. Dạ, ừ. Nói vài câu coi. Nói vài câu cho khán giả người ta thương. Dạ, chào buổi sáng. Chào gia đình buổi sáng vui vẻ. Dạ. Chúc trong nước, ngoài nước. Chúc trong nước, ngoài nước. Nước trong, nước ngoài. Nhiều sức khỏe. Rồi giờ thay đồ đi đâu nè? Dạ đi xuống Năm. Rồi anh Năm có hay nói mặc bộ đồ nào không? Không có hẹn trước phải không? Rồi đi thay đồ đi. Rồi vô thay đồ nha. Dạ. Đó, giờ Tiền sẽ vô thay đồ để mà chuẩn bị đi bến Ninh Kiều với anh Năm nè, với người yêu. Rồi hãy đăng ký kênh nha cô chú anh chị, tới đó nó sẽ còn những cái lý thú vị của hai người gặp nhau nữa. Rồi hãy đăng ký kênh, bye bye.